Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với blog về năng hàng.com, và đây là những cái thông tin cập nhật về token price của dự án Bitget. Thì trong tháng 2 vừa rồi nó đốt được 7.400 tỷ token price, một số tương đương với 4 triệu rưỡi đô la Mỹ. Và nếu như cứ theo cái đà đốt như thế này á, thì chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi là bao nhiêu lâu nữa thì chúng ta đốt hết được cái đống mã thông báo này. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây chúng ta có 7.400 tỷ. Thì chúng ta sẽ thực hiện một cái bài toán rất đơn giản, chúng ta lấy cái phép chia thôi. Đây là cái tổng cung lưu hành của cái đồng Bitget này, 395.000 tỷ này. Chúng ta sẽ làm một cái phép chia. Thì đấy, chúng ta vào cái máy tính chúng ta chia. Chúng ta làm cái máy tính trên này đi. Đây là con số này, chúng ta chia cho cái 7.400 tỷ. Bảy 400 tỷ nha. Thì con số nó sẽ là 53,4 lần, 53,5 lần. Thì đó tức là 53,4 tháng đó. Tức là cứ trung bình một tháng là 7.400 tỷ. Thì chúng ta chia cho cái phép toán 12 tháng một năm thì chúng ta sẽ được khoảng hơn 4 năm. 4 năm rưỡi thì bây giờ là 2023, thì chúng ta sẽ vào đúng tầm giữa năm 2027 thì chúng ta sẽ đốt hết 9 hết 100%, và tức là tháng giới tính trung bình là khoảng 4 năm, 2027 là chúng ta sẽ đốt được 99%. Thì đốt với 99% thì còn bao nhiêu, thì đây chúng ta lại thực hiện, chúng ta xem chúng ta đốt hết thì được bao nhiêu. Nếu mà chúng ta đốt hết 99% còn 1% thôi, thì 1% của cái tổng cung này 395.000 tỷ này á, tức là 3.956 tỷ à, tức là 3.956 tỷ rồi. Ok, thằng cứ cho làm tròn là 3.900 tỷ đi. Ở 3.900 tỷ thì bây giờ chúng ta để ý rằng là cái vốn hóa thị trường của cái đồng này là 213 triệu, 213 triệu. Chúng ta chia cho 3.900 tỷ thì đây chúng ta làm một cái phép tính. 213 triệu rồi, 213 triệu, 213 triệu chia cho 3.900 tỷ. Với 390 tỷ, 3.900 tỷ rồi, ok. Thì chúng ta sẽ có một cái đáp án là giá của cái token Bright vào năm 2027, nếu như cái vốn hóa không thay đổi, thì cái mức giá chúng ta sẽ được đó là 0.000454. Đấy, 0.000454. Rồi, thì chúng ta so với cái mức giá hiện tại thì là nó đang là 6 số 0, tức là chúng ta sẽ mất đi được thêm 2 số 0 thôi. Đó, thì đấy là cái bài toán ở cái quan điểm thứ nhất. Cái quan điểm thứ hai là nếu như chúng ta thấy vốn hóa nó tăng được khoảng 2 tỷ thì chúng ta sẽ làm cái bài toán chúng ta nhân với 10 thôi. Rồi ok, 10 là con số thực ra là chấp nhận được trong vòng 7 năm, thì chúng ta sẽ có mức giá là 0.00054. Nếu như bạn đang nắm giữ khoảng tầm 100 triệu đồng này, 1, 2, 3, 4, 100 triệu đồng Bright, thì chúng ta sẽ có cái số tiền là 54.000 đô la Mỹ, tương đương với khoảng giá hiện đấy đó là thời điểm đó thắng nghĩ là 24.000 đồng một đô la, thì chúng ta có khoảng 1 tỷ 300 triệu. Thì đấy là một cái phép tính mang tính chất suy luận. Còn tất nhiên là trong cái thực tế có thể là cái việc đốt token nó nhanh hơn là 7.400 tỷ tổng thông báo. Và cái thứ hai là cái vốn hóa thị trường nó lớn hơn. Thế nhưng mà chúng ta cũng có thể hoàn toàn kỳ vọng rằng là cái vốn hóa của nó có thể tăng lên nhiều hơn là 10 lần. Thì đấy là cái con số mà cơ bản thằng nghĩ là tính theo cái phép logic. Tất nhiên là trong cái quá trình tịnh tiến của nó thì vốn hóa vừa tăng, tốc độ đốt vừa mạnh, thì có thể chưa đến 3 năm, chưa đến 4 năm chúng ta có thể đốt hết rồi, có thể 2 năm thôi đã đốt hết rồi. Thì cái năm 2025 là cái năm mà chúng ta sẽ thấy nó có cái sự bùng nổ nhất, bởi vì là sau các cái halving của Bitcoin năm 2024 thì thắng kỳ vọng là cái việc đốt nó nhiều hơn và cái hệ sinh thái của Bitget nó cũng sẽ mạnh mẽ hơn.
và qua đó làm token price nó sẽ có giá trị cao hơn. Và để trả lời cho cái câu hỏi mà tại sao mà chúng ta thấy rằng là đốt token thì nhiều thế mà giá của nó lại đi xuống, thì nó cũng như những cái đồng coin khác, đồng token khác thôi. Thì khi mà người ta đạt được cái mức giá kỳ vọng thì người ta chốt lời, khi người ta chốt lời thì cái giá nó sẽ đi xuống, bởi vì là cái lượng người mua lại có thể nó chưa được nhiều, là một cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái số tiền mà người ta buy back của bên Bitgert nó chưa đủ lớn. Ví dụ người ta buy back ở đây là 349.000 đô vào cái ngày cuối cùng, 349.000 đô, 349.390 đô chính xác là như thế. Thì đây là cái con số tiền mà người ta đã mua lại. Con số này cũng không phải là nhỏ đâu nha, nó mua lại chắc chắn là để nó sẽ để làm burn, và chắc chắn là nó sẽ có là có lợi cho cái thanh khoản của Bitgert, của Bryce. Đó là cái điều chắc chắn là nó sẽ như vậy. Rồi, và nếu như cô chú anh chị và các bạn có cái định hướng muốn đầu tư thì chúng ta sẽ đầu tư bao nhiêu để được 100 triệu cái đồng Bry này á, thì chúng ta sẽ làm một cái phép toán thôi, nó cũng khá là đơn giản. Bây giờ cái giá hiện tại của nó là 0 chấm và 60053, thì chúng ta nhân với cái mức tổng cái số lượng của nó là chúng ta sẽ phải biết bao nhiêu mà 100 triệu đây. Thì chúng ta sẽ phải đầu tư là 53 đô, 53 54 đô. 54 đô để trong tương lai có thể kiếm được 50.000 đô. Đó, đấy là cái mà chúng ta kỳ vọng hướng tới. Đấy, thì đó là cái điều mà chúng ta có thể cân nhắc, bởi vì là thắng nghĩ rằng với con số 53 đô nó không phải là con số lớn. Nó cũng không có quá là ảnh hưởng đến tài chính, nhưng mà nếu giả sử bỏ ra 500 đô để đầu tư được 1 tỷ đồng Bitgert thì nó là câu chuyện khác, bởi vì là 500 đô là con số lớn đối với người Việt Nam. Khi đầu tư vào một cái gì đó nó vậy là lớn rồi, còn ai mà có điều kiện thì có thể đầu tư hơn. Đó, thằng đang lấy một cái ví dụ là liệu 53 đô có cái cơ hội để đầu tư có thể đạt được một cái con số tiền lớn hay không thì có thể. Nhưng mà cái thời điểm 2027 thì rõ ràng thằng không chắc là 1 tỷ đồng tiền Việt nó có tác dụng nhiều thì khi mà làm cái gì đó nữa. Thì đấy là một câu chuyện rất là vui, chúng ta tính toán với nhau để chúng ta thấy rằng là cái tiềm năng Bitgert nó có thể đưa con chúng ta trở nên tự do tài chính là hoàn toàn có thể nha. Rồi, ok, thì đấy là một số những cái chia sẻ quan điểm cá nhân của thắng về cái Bitgert, và hy vọng là nó có cái thông tin hữu ích. Và nếu như chúng ta yêu thích cái video thì đừng quên nút like, share cũng như là subscribe kênh YouTube để chia sẻ video này của thắng với nhiều người hơn nữa. Và nếu như cô chú anh chị các bạn quan tâm về đầu tư tài chính, tự do tài chính, kinh doanh online, hoặc là có thể muốn săn những cái mã giảm giá, thắng chia sẻ hoàn toàn miễn phí ở trên blog nguyenanthang.com. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.